liên quan tới uh, cộng đồng người Việt uh, thì uh, tôi uh, có một cái câu hỏi này uh, tiếp tục cái câu hỏi uh, câu trả lời của ông vừa rồi. Nó khá là tế nhị nhưng mà tôi vẫn sẽ phải hỏi ông. Uh, đó là ông nói rằng là cái uh, um, cái việc mà ông hy vọng là uh, nó sẽ xảy ra cái việc mà hai nước trở thành đối tác chiến lược thay vì chỉ là đối tác toàn diện thì nó sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn nữa. Tuy nhiên đối với lại các cá nhân cũng như là tổ chức đấu tranh thì họ uh, có thể sẽ nhìn thấy cái cái quan hệ của hai phía càng ngày càng phát triển như vậy sẽ làm cho cái sự đấu tranh uh, của họ sẽ khó khăn hơn. Thì ông nghĩ như thế nào về cái vấn đề này? Uh, this is uh, uh, just a follow question but it might be a little bit um, uh, tới gì là gì ta? sensitive um, uh, sensitive um regarding the Vietnamese community. Uh, you just said that um Uh, you hope uh, it will become strategic uh, partnership between the two countries that will open uh, more opportunities uh, for, the, for both sides. Uh, at the same time, um, some uh, individual or uh, organization, uh, activist individual or activism uh, organization, seeing the more close uh, between the two countries uh, it's going to make uh, the more difficult for their uh, activities some of the names very familiar to you, like uh, chin hoi from voice. Uh, one of your friends um, is a yes. very, act very active activist in the community. Um, so what do you think? Uh, is this like uh, the more closer the two countries, is going to make more difficult for uh, activists uh, uh, doing their works? i actually don't think so. Uh, and yes, you know, chin hoi is a very good friend of mine. I think the work that he and others are doing is facilitated by the fact that our two countries uh, come closer together. I think the the more we understand each other, the more we'll be able to uh, accomplish uh, accomplish goals such as his. He'd like to bring the two countries closer together. Uh, he also wants to speak out on on behalf of. Uh, of uh, freedom of expression and those who are are active within vietnam and i think that's part of a mature relationship is to have those kinds of exchanges uh, but let me let, give you one other example of what i think is working when it comes to the vietnamese american community i'm on the board of something called min viet academy and it brings together vietnamese students who are very hardworking, as you know, and american teachers, mostly focused on teaching english, which will enable those students to be more successful no matter what professions they choose. and when i was in hanoi and then in ho chi minh city, i spoke to families who were uh, families of, of the minh việt academy students, and the young people stood up and. Spoke proudly, asked their questions proudly in English, clear as could be. They sounded like they sounded like Americans. They they uh, their their uh, their questions were great. They were thoughtful, and they spoke beautifully. And many of those kids would like to come study in the United States. And so now we're trying to think through how can we make it easier for those young people to to uh, to study at community colleges or four-year colleges in the United States. but that's all uh, um, driven by the condom uh, and what it is is providing opportunities. Uh, when you provide opportunities for for young people, you change the future and you change the way they look at the world and the way they look at. Their own country. and I, I think that's immensely positive and only possible because our two countries are gradually reconciling. Hmm. Um, câu hỏi của anh Lân um, được trả lời bởi ngài đại sứ như thế này là tôi không thật sự nghĩ như vậy à, Trịnh hội là một người bạn tốt của tôi à, và công việc của anh ấy hiện nay đang làm cũng có cái hướng là để giúp đỡ làm sao để đem hai nước và cộng đồng lại gần hơn với nhau. Bởi vì uh, càng thông hiểu nhau uh, nhiều hơn thì chắc chắn chúng ta sẽ gần gũi với nhau hơn. Và chắc chắn là anh Trịnh Hội cũng đã từng uh, lên tiếng cũng như là nói thay uh, cho những người không có cái sự tự do trong vấn đề uh, bày tỏ cái quan điểm của họ. Và một phần của cái uh, cái điều đó tôi thấy đó là, là nó là một cái điều rất là thiết yếu trong một mối quan hệ à, trưởng thành. Khi mà chúng ta có một cái mối quan hệ trưởng thành giữa hai nước thì chúng ta cần phải có một cái sự tự do à, nhất thiết nào đó, nhất là cái sự tự do về à, về ngôn luận. À, khi nói đến Việt Nam thì à, tôi cũng có một cái ví dụ cho các bạn thấy rằng là giữa cái sự hiểu biết giữa hai nền văn hóa giữa hai đất nước thì nó đem đến cái sự tốt hơn và hai nước gần hơn. Đó là qua cái tổ chức à, Minh Việt Academy thì như các bạn biết khi tôi về việt nam tôi có nói chuyện với rất là nhiều sinh viên trong cái trường học minh việt này và các bạn ấy có những câu hỏi đặt ra đưa cho tôi và các bạn ấy nói tiếng anh mà tôi phải nói rằng là rất là mỹ rất là chuyên nghiệp và rất là tự hào những câu hỏi phải nói là rất sâu sắc và điều đó nó nói một cái điều gì là các bạn ấy được học và được trang bị với một cái vốn luyến tiếng anh Uh, để nhằm uh, mục đích là sau này các bạn sẽ thành công hơn không cần biết là cái mảng lĩnh vực nào các bạn ấy chọn nhưng mà nếu mà được trang bị bởi tiếng Anh tốt thì các bạn sẽ thành công rất là nhiều uh, những bạn trẻ đó thì rất muốn đi học ở Hoa Kỳ và cái nguồn cái ngoại ngữ mà các bạn ấy học qua cái Minh Việt Academy đó, thì tôi thấy rằng cái phát âm chuẩn và phải nói là rất là spoke beautifully là giống như là giống như là dân Mỹ như vậy đó thì điều đó cho chúng ta thấy rằng khi mà các em trẻ này họ được học ở hoa kỳ thì cộng đồng người việt người mỹ gốc việt sẽ càng sẽ thấy rằng là có nhiều cái cơ hội cho các con cháu những người trẻ này họ qua hoa kỳ họ học khi họ học họ sẽ được mở mắt họ những mở tầm nhìn của họ sẽ ra thế giới ra tương lai và nhìn về việt nam thì sẽ có nhiều thay đổi tích cực hơn nữa và tôi thấy là cái mối quan hệ càng hiểu biết càng sâu lắng thì càng sẽ giúp cho hoa kỳ và mỹ tiến gần đến với nhau hơn Xin chào quý vị, tôi tên là David Trần. Chắc quý vị còn nhớ tôi đã từng giúp rất nhiều quý vị kiếm được tiền qua chương trình PPP của chính phủ Mỹ trong thời gian Covid vừa qua trên phố Bolsa TV. Hôm nay, David muốn giới thiệu tới quý vị một chương trình mới để kiếm được tiền rất nhiều tiền mà không cần vốn. Quý vị đang xài điện thoại, quý vị đang trả hóa đơn bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm sức khỏe hàng tháng. Đó là những nguồn tiền mà quý vị sẽ được thu vào thay vì chỉ trả ra làm như thế nào hãy đón xem chương trình không sợ nghèo với david trần hàng tuần trên phố bossa tv